Chào anh em ạ, hôm nay quay trở lại Leo Robot. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục một robot, nhưng mà robot này thì mình đánh giá sức mạnh của nó là nằm trên gần như là toàn bộ những bậc robot T3, tức là sức mạnh của con robot này nó không hề tầm thường như là anh em nghĩ. Nhân vật chính á, thì chắc là vào trận thì anh em cũng thấy rồi, nhưng mà đợi tí nhá, mình phải châm trước cho những con robot này để chuẩn bị lên video nữa này mày. Đó chính là Heechee. Ta lái Heechee mình sẽ săn sao? Chung là mình cũng khá là dư thời gian để săn mấy con ta lái này. Hình như Scorpion, không phải à? Ok. Và như anh em đã nhìn thấy đó chính là Bullwatt nha. Đây là một trong những robot mà thuộc bậc T3 mà mình nghĩ là cũng khá là nhiều bậc đại gia ở trên Rainbow đã sử dụng á. Tại vì sao? Bởi vì con robot này có khả năng chuyển đổi, đó là vừa khiên vàng mà vừa đó là khiên vật lý. Khiên vật lý ở đây không phải là khiên xanh nha, mà nó là cái khiên giống như là con sail vậy anh em ạ. Đây thì cái đâu rồi, khả năng cho phép chuyển đổi các khiên khiên năng lượng tái tạo khi bị hủy kích hoạt, tức là khi mà anh em chuyển đổi thành cái khiên vật lý á, thì cái khiên năng lượng là khiên exit nó sẽ được tái tạo, còn nếu như mà anh em cứ giữ ở cái trạng thái đó khiên năng lượng thì nó sẽ không tái tạo được. Tức là hết cái khiên vàng á phải đổi, bấm kỹ năng một lần để mà đổi thành cái khiên vật lý kia, để mà cái khiên vàng nó tiếp tục nó kích hoạt. Đó, nó có thời gian hồi nó sẽ kích hoạt thêm. Còn nếu như mà đổi thành cái trạng thái khiên vật lý đây, thì cái ký hiệu này á chính là cái ký hiệu là khiên vật lý nha anh em. Khiên giống như là của con sail vậy á, chứ không phải là cái khiên mà khiên xanh nha. Cái khiên xanh thì nó không có ký hiệu. Cái khiên xanh để mình coi coi, nó giống như là Fujin gì đó, mình không nhớ rõ nữa, để mình kiểm tra lại. Đây. Đây, thì cái khiên của con Fujin á, cái khiên xanh với khiên vàng thì nó đều có một cái ký hiệu là như thế này. Tức là cái khiên này là cái khiên xanh nha. Khiên xanh chứ không phải là khiên vàng. Còn con Moonwatch này á thì nó có hai cái khiên, đó là một là cái khiên vật lý, là cái khiên giống con sail, hai là cái khiên vàng. Và mình đánh giá khá là cao về cái kỹ năng này khi mà cái khiên vàng của nó cái độ bền cũng tương đối là cao. Đó. Và hơn nữa là khiên vật lý thì gần như là mình chưa từng thấy khiên nó bị phá hủy, tại vì á nó là thuộc dạng robot đó là chuyển đổi hai khiên, cho nên là nếu như mấy khiên kia bị phá hủy á thì nó chuyển đổi thì nó cũng khoan, để mình kiểm tra lại trong trận, tại vì đó giờ mình chưa gặp con Moonwatch này, mình cũng chưa sử dụng. Gặp thì có gặp rồi nhưng mà mình vẫn chưa hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào, nhưng mình nghe nói là cái khiên này rất là khó bể, hình như là vậy đó. Về ngày hôm nay mình sẽ đem đó là bộ vũ khí Prisma nha, ở chết quên rồi, hình như là mình để nó nằm ở chỗ con Aozone rồi, tí xíu mình sẽ đổi lại nha. Chung là đầu video mình phân tích về cái lối chơi của Moonwatch này, vì ở trên rank cao lâu lâu mình vẫn gặp một vài anh em cầm Moonwatch rất là mạnh nha anh em, bởi vì con bot này nó không hề thua kém những con robot mà thuộc bậc T4 như bây giờ. Ba khe vũ khí module nha, độ bền cao này, tốc độ thì cũng tầm thường thôi, tốc độ cũng bình thường sao, nhưng mà con tay lái này cũng tăng độ khiên nha. Đây, nạp lại năng lượng hơn 40% nha, cái khiên vàng ấy, cái khiên của nó nạp lại năng lượng rất là nhanh. Đây, về bộ kỹ năng của nó thì mình chỉ sơ sơ qua thôi, tại vì hiếm khi nào mình gặp anh em sử dụng con Moonwatch lắm. Một phần đó là do là cái dáng người của nó rất là mập, cái dáng người nó là mập, rồi với lại thì nhìn nó cũng không ưa nhìn lắm. Nhưng mà đó, mình nói thì những con robot nào nó lạ lạ như thế này nè, mình rất là thích nha, giống như kiểu này. Tại vì sao? Ở đằng sau lưng này mình phát hiện ra đó là một bộ chuyển đổi, tức là cái này chắc chắn là cái bộ mà nó tạo ra khiên vàng của con Moonwatch này, nhìn rất là đẳng cấp anh em ơi. Đó, và mình sẽ lấy cái bộ màu đó là màu đỏ này luôn nha, nhìn nó rực lửa hơn, nhìn nó sẽ ngon hơn. Đây, Ultramarine, Ultramarine, Ultraman là siêu nhân điện quang ha, Marine là hải quân ha. Sao? Nhưng mà mình sẽ lấy màu đỏ này nha. Ba con mắt này, cái giữa. Chung á, về mặt cái tạo hình đó thì mình đánh giá khá là cao khi mà nó giống như là nó mang về cái xu hướng đó là robot của tương lai ấy. Robot của tương lai nó phải giống như vậy anh em ơi, nó càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả thì nó lại càng tốt đúng không? Đâu không có cầu kỳ như là mấy con robot này, mấy con này chỉ giống như là người ngoài hành tinh tạo ra chứ không phải là con người tạo ra nữa thiệt. Đó, giống như Dragon rồi này kia, càng đơn giản như là con Revenant này này, con Bullwatt này, nhìn đó không? Đó, nhìn như vậy mới giống là con người tạo ra đúng không? Nhìn như là con Enfeel này phải nói là người ngoài hành tinh luôn chứ phải nói là robot bình thường nữa đâu. Đó, như này nè. Thôi, về con Ron á, về Ron mình sẽ sử dụng nó là con Sucker. Bởi vì sao? Bởi vì đây, con Sucker này nó sẽ có tăng thêm cái độ bền khiên năng lượng. Đó, và độ bền bổ sung nữa, độ bền khiên năng lượng này, bổ sung cho cái khiên của con Moonwatch thì khiên năng lượng nha, chứ không phải là khiên vật lý. Đây, và sử dụng Prisma cho nên là mình sẽ sử dụng cái con Ron này để dành mấy thằng kia nó bắn lén á, mà nó hết khiên nó bắn trúng mình thì mình sẽ gây mù bởi con Ron này, và trong tầm 350m thì có mắt sôi nữa, nó khá là xịn ấy. Ok cho anh em. Thôi, đó chính là sơ lược Bullwatt này.
Rồi, tiếp theo đây là phần review. Ngày hôm nay vẫn là ba bạn. Cha nội này hồi chiều cha bắn mình té khối luôn anh em ạ. Ông này nè, Clan 26 nè, 21.000 cúp. 21.000 cúp nha. Tỷ lệ dí nắng 26% thì cũng không biết là như thế nào. Chiều dí mình bắn quá trời bắn luôn. Rồi, ok. Chúng ta vào phần review nha. Ngày hôm nay có ba người. Xem nào. Bạn đầu tiên có một cái ID BKHGDX. Đây rồi, Đoàn Trung Hiếu, Clan VNE, một bậc thầy ba nha. Clan VNE, một clan cũng khá là nổi. Ok, anh em nhìn vào đây. Có thể thấy là thay phân MK3 sử dụng đó là Hazard. Combo đó là con ta lái này nè, con ta lái rock, the rock da đen. The rock da đen cũng được ha, nhưng mà chơi ma quỷ luôn, căng. Ừ, cũng được, tại vì ngoài con Rolin ra thì hai con ta lái còn lại của Taiwan nó đều kích hoạt được ma quỷ cả. Chỉ con Rolin là không kích hoạt được. Hazard MK3 full đồ MK3 như thế này thì không cần và cần phải nói quá nhiều anh em ạ. Con Taiwan này phải gọi là đỉnh của chớp luôn. Bắn rất là ghê nha. Đồ full MK3 mà phóng xạ MK3 nữa thì nó bắn phải nói là ối sồi ôi luôn ấy. Đam cực kỳ to nha. Chung là bộ combo này anh em có thể chơi lâu dài được, nhưng mà gọi Titan á thì nó hơi kém. Gọi Titan với bộ phóng xạ nó hơi kém một tí. Mình nghĩ là chỉ có Redeemer là nó gọi Titan khá là nhanh thôi. Còn Hazard thì đang bắn tỉa tỉa từ từ này, nó cũng hơi lâu, gọi Titan hơi lâu. Nhưng mà được, bộ module này được, ta lấy đúng Ron sai luôn, ghê ta, căng á. Cái xưởng này nhìn hơi bị bá anh em ơi, mạnh, nhiều khi mạnh hơn cả mình với mặt đó là MK3. Hay, Gothic Mask Fighter thì cái bộ này chắc là sở hữu lâu rồi, cầm lâu rồi cho nên full MK3 luôn nha. Chung là con robot nào mà nó lên MK3 thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà với con mát với bộ vũ khí Fighter này mình thấy bây giờ nó bớt nguy hiểm hơn rồi, cũng không quá ngon. Nhưng mà bạn cần phải cải thiện về mặt vũ khí thôi. Tại vì mát MK3 cái thì mod ra sao nó bắn cũng khá là đau. Ta lái đúng nha, Ron Paralysis cũng được luôn. Ron Paralysis chơi với mát MK3 được. Ochokochi, Setter, Splinter này. Combo này đợt mới ra là đúng combo của nó rồi. Full MK3 luôn anh em ạ, bắn rất là đau nha. Nhưng mà bây giờ thì cùng lắm là để bắt lẻ mấy đối thủ tầm xa thôi, chứ mà chơi với mấy con bây giờ nhất là chơi với mấy con mà cận chiến bây giờ thì hơi khó thiệt. Dùng để gọi Titan này nó cũng không nhanh, tại vì Setter nó bắn phát một với bắn rất là chậm. Nhưng mà tay lái đúng nha, Ron cái trò cũng được lầm ơi. Violin Subdua này được nha, combo này ngon. Combo Lin mà cầm Subdua này bắn khá là chuẩn, khá là xịn. Module đúng Ron. Tay lái khét thôi cũng được. Trong cái xưởng này á thì Ron cấp độ 12, tay lái cấp độ 70 rồi, có một con cấp 60 thôi, nhưng mà bắn khá là đau. Được, cái xưởng này là ok rồi, chơi chơi bậc rank này thì khỏi cần phải lo nữa. 86% tỷ lệ thắng là dĩ nhiên. Frozen, Dragon này, combo Blind và Spear. Ba khẩu Spear, ba khẩu Blind. Khoan, một Spear này, hai Spear, hai khẩu Spear, bốn khẩu Blind nha. Về đam là có, đam khá là đam có đây, có tay lái auto nữa thì lụm rồi. Ron ghé trộn nữa. Chung là cái xưởng này cũng không có gì phải định hướng quá nhiều đâu, chủ yếu là những cái mặt combo này bằng full MK3 nữa thì bắn khá là đau. Tại vì Blind á, trước mắt mình thấy phóng xạ khá là khả quan khi mà em có thể chơi lâu dài, bởi vì nó không có giảm sức mạnh đâu, ít khi lắm. Bài Hulu Chador này, Eura, ba cái RA, một cái Onslaught khá là đỉnh. Dạo đây mình phát hiện là nếu như lắp Onslaught thì chơi khô máu với mấy thằng kia được nha, chơi khô máu mấy con Titan khác được. Thì bây giờ lắp Damage Controller chơi nó không khô máu, không có đã. Đấy, ta lấy Giang Ly, Giang Ly cấp độ 80 cũng được, nó bằng với cấp độ con ta lấy Giang Ly của mình rồi. Để coi kỹ năng, độ bền, điểm thủ cũng được rồi, nói chung là tạm tạm thôi. Kỹ năng in ra thì anh em cộng vào độ bền này kia rồi là ngon. Được rồi đấy, ok, cái xưởng này mình đánh giá khá là cao nha. Ok, cảm ơn bạn Đoàn Trung Hiếu đã tham gia với chúng ta. Tiếp theo D B Z F Survival, 70% tỷ lệ thắng, cái xưởng này ở Overgrand chuyên nghiệp 3. Rồi, khi nhìn vào thì anh em thấy Fenrir, Rakdos, Setos, Pusa. Combo này khá là lộn xộn nha. Fenrir cũng không phải là Fenrir cấp 9. Ta lái cũng không đúng, ta lái này chỉ phù hợp với loại súng này thôi. Chung á, vậy con Fenrir có là được rồi. Nhưng mà đổi súng này, đổi ta lái luôn, cần phải tìm ta lái cho nó mới được ha.
Raptor thì không nên giữ lại, Cetus thì nên giữ nè, Pusa thì ram cũng to lắm, một khẩu cũng to, nói chung là giữ khẩu Cetus này thôi lại thôi, còn phải đổi hai khẩu súng này khác. Wixan, Ovion, Sky G này, Fighter, đam không có nha, con Ovion này không có đam, tại vì ba khẩu súng này nó đam rất là yếu và tích hiệu ứng cũng không nổi nữa, gần như là bắn bây giờ chỉ gãy ngứa thôi, không có ngon lắm. Ta lái thì cũng không đúng này, ta lái đúng này nhưng mà tăng đam này, tăng đam chứ không phải là ta lái mắt nữa. Nói chung cầm bộ vũ khí này bây giờ anh em bắn mấy con mà tàng hình đó thì nó dễ hơn, bắn mấy thằng tăng cơ thì không có đâu, khó lắm, nhất là gặp mấy khiên vàng hay khiên vật lý thì chỉ có khóc thôi. Ý, bộ súng này nó không xuyên nổi khiên đâu, khiên xuyên rất là yếu. Lin, Devastator và DK, mình nhìn thấy con Lin này là có triển vọng nhất trong cái xưởng này, bởi vì sao, bởi vì đam thì có đấy nhưng mà về tầm thì nó khác biệt hoàn toàn nha, 200m này, 600m này. Đam á thì cùng lắm anh em bắn tầm 200m đổ lại là đam nó có nha, nhưng mà DK bắn tầm gần á thì nó rất là dễ hụt, kiểu như là nếu như được thì vẫn chuyển khẩu DK qua ông Fenrir này chẳng hạn đó. Rồi bây giờ thì hai khẩu Sky này chuyển qua con Fenrir luôn đó, để dành làm chậm cho cái khẩu DK nó bắn thì chơi nó còn ổn hơn tí nha. Devastator giữ lại thì nó ok rồi, nhưng mà thôi kệ đi, con Lin này dài vậy cũng tạm tạm. Ta lái không đúng nha, trong xưởng này thì cũng không có đúng ta lái nhiều đâu, cần phải sưu tầm thêm nữa thì mới ngon được. Mercury nha, Mark Web và Flood Splinter nữa, khẩu Splinter này thì nó hơi lạc lõng, những cái xưởng này toàn là những robot hệ trung bình với hệ nặng không à. Đây nhìn thì nó hơi lạ lạ, đam này cũng không có nữa, Mark Web thì một khẩu nó không có đam này, và Flood á, Flood thì nó yếu rất nhiều so với Prisma. Splinter thì một khẩu nó cũng có đam nữa, chung á. Và con Mikuri này chắc là trong thời gian tới còn phải đổi á, còn phải đổi con boss khác. Ví dụ như vậy. Tính ra là cái xưởng 2 á thì nó nhiều vũ khí hơn đấy anh em ạ. Anh em cần phải thêm vào tí, tại vì ngày hôm nay là vì thời gian chúng ta cho nên chúng ta phải review cái xưởng 1 thôi. Đó. Và nếu như bạn nào cần thay đổi, bạn cần thay đổi gì thì bạn liên hệ với mình sẽ chỉ thêm nha. Sẽ dạy kèm ngoài giờ cho, nó không tính phí đâu, yên tâm. Reset Solid Gold Prisma. Được nha, combo này anh em chơi tầm xa là ổn, với lại thì đam nó cũng khá là to với hai bộ vũ khí này. Ta lái đúng nha, chung con reset này bây giờ gánh xưởng được á, anh em chơi tử chiến, anh em chơi bắn tỉa từ xa là ok, mình thấy nó ok hơn khối những con robot này. Những con robot này một là thiếu tay lái, thiếu súng này, thiếu tay lái nè, thiếu ron rồi kia, nói chung cấp độ 26 chưa có ron thôi, từ từ thì nâng lên. Con IR này thì mình thấy cũng tạm ổn nha anh em, nhưng mà đam á, để coi xưởng 2 có một khẩu oxy thì bạn lắp vào luôn, đó chính là bạn lắp vào luôn, đó là con IR luôn, tại vì súng vàng mà anh em lắp vào cái xưởng 1, tập trung vào xưởng 1 luôn. Con IR này bây giờ bay lên cao thì anh em gây đam cũng được, còn không rớt đất thì anh em núp á, anh em núp trước ngay giật, anh em bắn tầm gần nó cũng ok đấy. Ok, cảm ơn bạn Survival A2D đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo bạn cuối cùng VI 95 F6 tầm chó điên hả? Tên cũng hơi bị đỉnh anh em ơi. Rồi, một cái tên nó hơi tục một tí nhưng mà không sao, chúng ta cứ làm việc review thôi. Xưởng 2 hả? Xưởng 1 rồi, vậy chắc chắn là xưởng 1, tại vì xưởng 2 nhìn nó hơi kỳ. Bật ranh chuyên gia 2 nhưng mà full xưởng đó là MK2 thì chắc chắn là chơi hạ cúp rồi. Chắc là chuẩn bị review cho nên là cài lên tới 64% tỷ lệ thắng đây. Cha nội này kinh thật. Ono Serap, Ono Dekai, ta lai đúng. Bộ 3 module Ron Paralysis, thôi cũng được, tạm tạm. Xưởng này hơi giàu Paralysis ha, nhưng mà thôi kệ đi, vậy cũng ok rồi. Full đúng vũ khí của nó, đúng bộ, đúng ta lái. Ron thì tạm tạm, nâng cấp lên là đẹp. Aozun Puncher, combo này chắc mua trong cửa hàng rồi, tại vì thường cửa hàng nó bán thì không có màu, mà đa phần những thanh niên chơi Aozun từ lâu á, từ lâu đời rồi chắc chắn phải có màu, và đây là không có màu. Con Giang Ly này có đúng tay lái luôn nha, đúng bộ vũ khí, nhưng mà đam thì nhưng mà chơi rank cao thì nó không ổn. Rank chuyên gia 2 thì bạn bắn nó khá là ổn, nhưng mà rank cao thì bay chưa được có 2 giây là chết rồi. Bây giờ Lin nó tràn ngập mọi nơi đó. Fenrir Hazard Redeemer, ok được nha, combo phóng xạ bắn khá là đau. Ta lái đúng Ron Revier, thôi kệ đi, Ron Revier thì nó có thể thêm một cái ngưỡng máu tử nữa cũng ok, cũng được rồi, có thể chơi tốt được đó. Bộ 3 module luôn nha, xưởng này bạn đầu tư khá là nhiều ấy chứ, đó. Không cần phải định hướng quá nhiều đâu, chủ yếu bạn lắp đúng vũ khí rồi. Rimson House sử dụng nó là combo đạn lửa nổ,
Thì combo này rất là lâu đời rồi nha anh em. Và bây giờ thì chơi nó vẫn còn tạm tạm. Anh em có thể bắn Titan, bắn mấy thằng tăng cơ cũng được. Nhưng mà về mặt con hao này thì khó. Giờ cũng hơi khó chơi. Nói chung về con hao thì mình nghĩ là con tay lái kia, con tay lái mà cái gì à? Gì quên mất tiêu rồi. Nó khóa giải mọi hiệu ứng khống chế đó, thì nó sẽ ngon hơn con tay lái lockdown này nha. Đó. Byhulin Glory. Glory bộ Glory MK2 thì cũng hơi bị ghê rồi nha, nhìn cũng hơi đắng, nhìn cũng hơi đắng lòng cho team bạn. Nhưng mà con tay lái này thì được được, con tay lái được, tại vì mình hơi lộn giữa con Levi với con Khét. Lâu lâu khiên cầm Levi, lâu lâu khiên Khét nó hơi kỳ. Nên là đúng con tay Levi là thấy ổn rồi. Ron Sudo, con Ron Sudo này là khi thoát tàng hình thì anh em mới được tăng đam nha, vì thế cho nên là con Lin này có thể tấn công từ lúc tàng hình tới lúc thoát tàng hình nó vẫn có thể tăng đam được, ổn. Baihu Luchador combo bong bóng 2 RA một cái damage controller được chuẩn vậy đấy. Xưởng này lắp súng thì khá là ổn. Vũ khí thì nó cũng chưa full đồ hết, nhưng mà thôi có đủ tay lái này, có đủ vũ khí, đủ ron luôn rồi thì ok. Mình nghĩ là cái xưởng này cũng không cần phải thay đổi quá nhiều đâu đấy. Ok, cảm ơn bạn Tâm Chó Điên đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Và rồi anh em ơi, bây giờ tới lượt của chúng ta thôi, nãy giờ cũng đợi chờ nhiều rồi. Rồi bắt đầu trận chiến luôn đi chứ đợi chờ nữa ha. Mình sẽ chơi tử chiến anh em ơi, mình nghĩ là mình sẽ chơi tử chiến ha. Ok, trận hôm nay này mình sẽ chơi đó là tử chiến nha, có thêm nó đoạn Huỳnh Châu vào nữa. Châu DHC Huỳnh Châu này, Đặng Huỳnh Châu hả? Rồi 77 77 là tỉnh thành nào ta, mình sẽ chơi tử chiến nha anh em. Chơi tử chiến chắc ăn hơn, cầm Rít-ma cho nó dễ. Trời ơi, Clan Iron Star luôn chứ. Khó giờ. Mới vào có mấy bạn bye bye lên rồi đó. Tự nhiên em, với cái khiên của con này thì nó cũng khá là mạnh á. Cái khiên của con này á. Tắt khiên. Ấy à, bật lên cái tắt khiên luôn. À quên, mình bật lên mình kích hoạt khiên vật lý chứ. Còn cái này là bật lên thì nè, bật cái này lên là kích hoạt khiên vật lý. Còn bật cái này là kích hoạt khiên vàng. Quên, tại đó mình mới gặp con bui quát thì có một lần à. Mình chưa nhớ kỹ năng nữa. Trời, nó tới đây luôn rồi mấy trai. Giết nó mấy trai. Giết nó. Ừ, hay. Được rồi. Ủa? À, nó cái khiên vật lý cho nên mình không có chống nổi cái gây. Ủa? Trời, quên mất. Hai cái khiên này mình không dễ bị lộn quá anh em. Rồi, team mới vô khởi đầu khá tốt. Con Moonwatch này tính ra nó cũng trâu thật anh em ạ. Trâu thiệt luôn đó nha. Giỡn được. Mặc dù là cái ngoại hình đó thì nó không được ưa chuộng nhiều cho lắm ha. Nhưng mà nó mạnh thì phải nói là nó có mạnh thật á. Sao con dê này mày cứ qua đây hoài vậy? Bắn nó bạn ơi, bắn nó bạn ơi. Giết nó. Ừ. Thằng này mày súng hả? Súng là chết đấy. Đùa. Trận này ông Huỳnh Châu ông gánh tôi. Quên nữa. Mình phải bật cái khiên vật lý á, thì cái khiên vàng nó mới bắt đầu hồi nha. Trời ơi, không ăn được mạng luôn. Ok, coi như trận đầu tiên thì cũng khả năng cao là mình có thể không thả được một tí. Mặc khiên lên cho khiên bạn nó hồi. Thằng cha này hình như nó đi tự tử hay sao, nó đi hạ cấp hay sao đó rồi. Ê, ông xử thằng Liên nó cho tôi coi, lẹ lẹ lẹ, khẩn trương, đừng để nó. Ừ, đừng để nó lộng hành quá. Đúng rồi, xử nó đi. Cái thằng này chà lẹ quá này mà, có bò cạp dí nữa. Bắt nó. Giết nó. Trâu vải trưởng ra. Ấy da. Quên mất, trời ơi. Biết mà MK2 mà nó bắn yếu vãi vậy. Hay là mình quên đổi rồi ta.
Hình như là vậy á, nhiều khi hồi nãy mình để lộn anh em ạ. Mình kêu là đổi thành huyết máu con Aozone mà quên mất, cho nên là bây giờ đam nó vậy đó. Tào lao thì chứ. Rồi, tí xíu ra đổi nha. Đợi xíu, đợi xíu, không gấp, không gấp. Hèn gì tự nhiên thấy đam nó yếu yếu. Ôi xời ơi, em fail. Một cây súng mù, mấy cây súng đang đuổi. Vậy nếu mà có rít mà MK2 mình bắn đau hơn nãy rồi. Đúng rồi ha, nếu mà rít ma MK2 là nó phải đau rồi. Trời ơi, yếu xìu à. Gãy ngứa quá. Tính là con này chơi ngon, chơi bắn tỉa ngon á. Khiên này bật tới bật lui bật hoài luôn chứ đâu giỡn được đâu. Được 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 được. Vậy mà cũng tích hiệu ứng đa mô đun được á chứ. Tí xíu ra đổi khẩu Rigma lại. Quên mất, nói đổi mà cuối cùng vô game luôn quên đổi. Chứ mát này quá trời mục tiêu ngon luôn nè. Trời ơi. Ý cái Thiên Trâu vải trưởng ha. Trâu thiệt chứ bộ, giỡn à. Thôi, đầy mô đun luôn kìa vải trưởng. Chơi vậy tới luôn rồi, tới luôn rồi, tới luôn rồi. Thấy chưa? Vẫn còn sống, vẫn còn sống. Vẫn còn sống, chưa chết được, vẫn còn sống. Sao RA nó không hồi máu ta? Trời đất ơi. Mấy bên ai RA nó bị cái gì á? Cùi bắp thì chứ, hay là bị dính hiệu ứng rút ta? Mình nhớ là mình đâu có dính đâu. Ngộ vậy. À rồi rồi hiểu rồi, thằng này nó bắn này, thằng này nó bắn này chứ không đâu á. Để thằng anh Phèo này sống sót quá nhiều là một tội lỗi á nha. Nhưng mà nó cầm full bộ súng đó thì nó bắn tới ngày mơi mới chết được con Titan của mình. Từ anh em ơi, cứ bình tĩnh. Đi bón hành mấy thằng này trước đi. Rồi chúng ta đi giết tới cái bọn này sao. Close up lửa băng. Thơm mát dài lâu. Lô bạn. Tôi tới nè. Tụi bạn có quen biết gì nhau không nè. Châu ơi là cháu ông đâu rồi. Trời đất ơi. Tưởng tới đây chứ. Tới lúc phải xử lý anh Phèo đó rồi á. Chặt cái đầu nó ra. Bây giờ đó là coi mày chạy đâu. Chạy đâu cho thoát. Chạy đi đâu cho thoát. Vừa close up lửa băng thì không có đường nào mà chạy hết trơn trời á. Tí xíu là đổi Rigma lại anh em ơi, bắn nó không thốn. Trận đầu tiên bắn ngon nhưng mà đam không có. Cùi bắp thiệt. Dạo này sao ấy? Ngày một ngày mà cả chục cái tin nhắn. Riết rồi cũng quên trước quên sau. Close up lửa băng, đứng trước close up lửa băng không có ai là cao thượng hết trơn, chúng sinh bình đẳng hết. Định chạy đi đâu hả? Đứng lại xem nào. Đứng lại xem nào. Chạy đi đâu hả? Ủa mình nhớ là nãy nó chết đủ hết boss luôn mà ta sao thằng này nó vẫn còn một con boss vậy? Hả? Quá vậy? Vậy á, chứ tìm nó tụi nó fit lại á. Tìm tụi nó fit lại á. Tại vì hai cái thằng này nó đang đi tìm mấy cái thằng yếu yếu nè. Tìm mấy thằng yếu yếu để nó bắn á. Thôi. Nhưng mà chúng ta không để cho nó hoàn thành được cái mục tiêu của tụi nó đâu. Tao coi mày chạy đi đâu. Coi mày chạy đi đâu. Vô đó là tự giết mình. Vô đó là tự ép góc mình chứ không ai. Rồi nó hết boss rồi nha. Đỡ mất một thằng. Hay. Giờ còn thằng Lin. Thằng Lin.
Thằng Lin. Ấy trời ơi. Nó câu giờ mất thời gian quá. Xử lý mày luôn. Mày chạy. Mày chạy. Mất thời gian. Ok, để mình ra đổi hai khẩu huyết ma lại nha. Để đam như thế này yếu quá. Khó khó khó. Vậy chứ vô trận thấy nó yếu sao á. Rồi biết ngay mà đúng y chang luôn. Bây giờ khó 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 khó. Đáng lẽ là trận đầu nó phải bắn nó phải ngon như thế này. Vậy mà quên, quên anh em ơi, quên không sao. Rồi, tiếp tục. Có ông Hình Châu cũng được, sức mạnh của ông thì cũng khá là mạnh. Có thể gánh mình được. Dễ thường nhưng mà sức mạnh của Bull Watt thì cũng không có yếu hơn mấy cụ đâu anh em, mạnh hơn mấy cụ nhiều. Có thể xem là một trong những hàng robot mà cứng luôn á, cứng luôn á. Xem nãy nó cho cái map này hoài ta. Đó, bây giờ có Ritma MK2 rồi, chúng ta phải chơi cho kỹ nha. Có reset. Cẩn thận ơi. Ôi bên kia, bên kia, bên kia, bên kia. Khiên vàng kìa. Ông Châu ơi, ông ở lại ông bảo kê tôi nè, ông đừng có chạy lòng vòng, ông đừng có chạy lung tung. Bị mấy thằng kia nó ám sát tôi tới bây giờ đó. Thiệt luôn con dê kìa, chạy thôi. Dạ nó làm gì ta? Nó dí mình, nó dí mình anh em ơi, nó dí mình. Ông Châu đâu rồi? Ông làm cái gì đấy? Đây này. Nó dí tôi kìa. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. Con dê này mà nó giết mình thì mình cũng cách xử lý nó rồi. Đúng rồi đó, ông quay nó lại rồi hả? Sao nãy giờ ông không quay lại sớm? Để nó bắn tìm chết quá thì chết luôn rồi, ông mới quay lại ha. Tờ này mà, cái khiên vàng của mình có thể bảo kê được khỏi cái trường lực của nó. Chết trời đất ơi, không ăn được luôn. Có viết mà MK2 rồi nhưng mà vẫn chưa ăn thua lắm. Ê sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Mình có cái khiên vàng á, nó vẫn chọt được ha. Đổi thành khiên lý cho mày hả mày. Không, tao nói là Bull Watt này là nó phải mạnh. Không hề yếu đâu, Bull Watt này không hề yếu đâu. Sao mà giỡn được với Bull Watt của chúng ta hả? Đúng không, sao mà nó yếu được. Đó, Ritma MK2 bắn bây giờ bắt đầu đau á nha. Sao hả? Được được anh em ơi, được được. Coi như là cũng chơi ổn rồi. Lời cái laptop ra. Đó, rồi ok. Bây giờ con cua đi kìa. À, đừng, đừng. Sau lưng, cứu, 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 cứu. Cứu, 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 cứu. Khẩn trương cứu người. Ừ đúng rồi, hay quá. Team, team này mạnh anh em ơi, team này mạnh đó. Nó có thể đỡ được mấy cái thằng meta luôn thì đúng là mạnh rồi đó. Chơi đứng co cụm. Có commander ở đây là trùm, là thầy luôn á. Bắn. Ừ hay, ông Châu bắn hay đấy được bạn, tôi thích rồi đó. Tuyên dương tinh thần của bạn đó nha. Trời ơi, còn có miếng máu nó không chết luôn kìa. Nhưng mà team này bắn ổn, bắn tốt, hay. Tìm có con ba Finder á, nó hỗ trợ đam nãy giờ á. Khá ngon. Được rồi.
cuối cùng thì có một cũng có một trận là team nó gánh được. Ôi, cái khiên 174.000 luôn á, khiên vàng đó nha, câu thiệt. Giờ mình đổi thành khiên vật lý đó. Khiên vật lý thì nó không có hiện lên nha, nó chỉ hiện khiên vàng thôi, khiên vật lý thì chỉ có kẻ thù mới nhìn thấy. Rồi 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 rồi, ui không chết kìa. Rồi trận này team gánh quá trời, trận này tôi chấp chót luôn, tôi xin nhẹ cái tấp chót luôn. Tính ra vậy nó cũng ngon á nè. Đó, lâu lâu phải có team như thế này mình mới chịu chứ, lâu lâu nó cứ báo quá sao được đúng không. Trời đất ơi, ở con Dragon Blight nó bắn ác vãi trưởng thiệt chứ. Sau lưng, sau lưng, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, sau lưng. Mày hả mày, giỡn hả mày. Con Dragon nó bắn hồi nãy giờ. Thiệt luôn hả, không ăn nhiều đó, chưa đủ hả. Rồi, kệ đi, trận này có team gánh rồi, mình không cần gọi Titan đâu anh em ơi. Mình cứ đi hỗ trợ đam từ từ rồi này kia đâu. Đó, lâu lâu bật khiên rồi này, khiên đồ lên cho nó vui rồi ha. Khi nào mình cảm thấy khổ quá rồi, tìm nó ra nó đỡ không nổi tìm bên kia thì mình gọi Titan ra. Rồi có quá nhiều lựa chọn, không ngờ là lại có một trận mà mình có thể di chuyển tự do thoải mái như thế này luôn á. Phải gọi là sướng 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 sướng. Rồi con lô này cũng mạnh phết đấy chứ ha. Rồi đây đây, để tôi bắn thằng đó cho. Thầy nó đáp chót rồi, sao bắn được. Trời đất ơi, có một mạng cũng không cho nữa, cha nội này. Không cho mạng rồi, trận sau tôi không mời không nữa bây giờ đó. Nói chơi thôi chứ phải mời, chứ không là ai gánh tôi hả. Tôi yếu lắm, tôi yếu quá trời luôn. Tôi, anh em không gánh tôi là tôi cũng không chơi được đâu. Trời, cố gắng dữ lắm rồi đó mà không cao hết được cái mạng nào hết trơn trời. À, con Dragon mà nó 6 cái blind mà nó full NA coi kìa. Coi nó bắn kìa. Rồi, trời đất ơi, nó bắn kìa. Thiệt luôn. Ông có thể tạm ngưng cái nhịp độ bắn của ông lại không? Ủa, nếu mà xét về thêm hai cái mạng hai bên này nữa là 37 mạng rồi đó. Một trận, trận sau có thể được 37 mạng ta. Đây là một cái vấn đề nan giải. Tính ra mình đi vòng vòng nãy giờ vẫn chưa chết luôn này. Hài vậy anh em. Đây để tôi đỡ đạn trong nè. Rồi tôi hết đỡ nổi rồi, tôi bật cái khiên xanh lên. Rồi ai da, tôi hết đỡ nổi rồi. Bây giờ giết mấy thằng Titan này hơi khó. Từ từ ha, mình đi mình cầm đó là Glory với Corona mình thục đó. Biết bể khiên chưa ta? Chưa bể. Mình thục nó về nó mới đau anh em ơi. Con róc, róc băng tìm ai hỗ trợ ôm cho tôi thục nó hết trơn à. Bắn phải gọi là thốn, thốn từng hạt gạo luôn. Ơi thằng này thơm nè, thằng này thơm nè, để tôi bắt nó. Ủa đâu ơi? Rồi để mình đi bắt thằng kia, bỏ con róc đây đi, nó chết chắc rồi. Đây không biết nó là con Titan gì, hình như là Indra hả ta. Tốc độ di chuyển nó chắc in ra quá, hồi nãy mình mới thấy bóng dáng của nó đây. Chết rồi, chiếc này bạn đi với tôi rồi bạn ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi, cả trận không ăn được một mạng nào luôn đấy. Trời ơi, cái team này. Được anh em ạ, chắc là trận sau mình phải gỡ lại mới được. Dạ. Yeah. Rồi ok, game cuối. Game cuối thì chắc mình đổi thành cái combo nào chơi cho nó xịn xịn ha. Ritma bắn xa nó khó ăn mạng quá. Top 6 luôn. Khổ thiệt chứ.
chơi tử chiến thì nó xịn hơn, mình đổi đổi súng khác chơi cho nó ngon. Mất công khó, cây rít ma này ăn khó ăn mạng quá. Tìm bắn dạy chết tôi luôn rồi. Thơ mai được không ta? Cầm thơ mai đi hơi bị khó chịu ha. Nhưng mà thôi đi, chơi đó hơi khó. Khó thật. Súng điện đi, chơi súng điện luôn, chơi súng điện tầm gần luôn. Được. Được được được, anh em cứ tin tôi, anh em cứ tin tôi. Một là bắn được kẻ thù, hai là chết thôi chứ không có gì hết trơn. Anh em cứ tin tôi. Ok, vô anh em ơi. Vô đi anh em ơi. Trận cuối nha. Hai trận đầu chơi nó khá là ổn. Nhưng mà bắn không được cái mạng nào hết. Trận này chơi súng điện luôn nè, ác. Anh em ạ, trận này mình phải áp dụng cái khả năng đó là phân tích về vũ khí bên kia để mình sử dụng loại súng này một cách hợp lý. Biết rồi, tôi biết ông ơi, đây tôi đỡ cho. Đó, tôi có cái khiên vàng liền đúng không? Anh em sợ gì đúng không? Bật cái khiên xanh lên để hồi khiên tí. Đó, rồi. Bây giờ bật khiên vàng lên tiếp. Thôi đi, để ông đi ám sát mấy thằng kia đi, để tôi qua bên này tôi hỗ trợ team bên này. Trong cái cánh mà bắn tỉa đó thì mình cứ giao cho ổng là được anh em ạ. Ổng không có, ổng có thể lo được. Tôi đang tính qua giết cái thằng này mà ông làm gì ông dịch chuyển qua nó trước rồi. Tôi chưa có làm gì đó trơn á. Từ đi. Rồi được rồi, rồi tốc độ di chuyển thì nó hơi chậm, hình như là một con Mender đúng không? Hồi nãy bắn nó gần hết máu, nó hồi lại đầy máu luôn kìa. Tờ anh em ơi, tôi tới tôi hỗ trợ bạn đây. Curry, con Curry mình sẽ trở thành miếng mồi béo cho nó luôn á. Nhưng mà giỡn, mày giỡn với Bullwatt là mày chỉ có chết thôi đó. Sao mà đỡ được đúng không? Tôi gọi là buôn quát nó phải như vậy. Ơi dê kìa, ấy da ấy da ấy da ấy da, nó trả thù, nó trả thù, nó trả thù, nó trả thù anh em ơi, nó trả thù. Mày trả thù được không? Nhắm trả nổi không? Nhắm thù này trả nổi không? Mày nhắm mày trả nổi không? Tao nói mà mày giỡn với buôn quát hả mày? Chưa nói mà. Rồi bây giờ mình đợi hỏi khiên vàng ha. Gì đây? Ê, tôi cầm súng điện á nha, ta nói mà không có sai chưa. Ê, khéo là cái con này mà nó đủ đồ là nhiều khi nó còn mạnh hơn khối những con Titan, những con robot mà T4 bây giờ luôn á chứ. Thiệt, hồi nãy con dê nó đánh mình không thấm luôn này, mà con Curry nó bắn mình không thấm luôn. Khó vậy, hay vậy. Đây à, có cái bao cát di động ở đây à, bật cái khiên xanh lên cho con Ron quỷ đó đó. Ý bật cái khiên vàng nó cho con quỷ nó bắn mình không đau. Chờ chiến này mày xong rồi, chiến này mày xong rồi. Sao mà đỡ được? Hai trận cuối lụm anh em ơi, trận cuối lụm rồi, trận cuối lụm rồi. Rồi nha, kích hoạt được tàu luôn. Quả nhiên là một robot lợi hại. Xem ra thì Bullwatt không hề tầm thường như những gì chúng ta đã nghĩ anh em ơi. Thiệt, sức mạnh của nó không hề yếu nha. Mình đã xem thường nó rồi, thật là hổ thẹn, thật là hổ thẹn. Thật là hổ thẹn quá đi. Xin thứ lỗi về trước đây mình đã xem thường Bullwatt. Quả nhiên là bây giờ sức mạnh không hề tầm thường. Bật cái khiên vàng lên cho nó phá khiên thấy mẹ nó luôn. Bay đi đâu cho thoát. Cái khiên vàng trâu quải trưởng.
Lụm trời đất ơi, quá xịn anh em ơi, đúng là lợi hại. Bây giờ bật cái khiên xanh lên cho nó bắn nè. Đỉnh, trận cuối đỉnh, trận cuối gọi là đỉnh. Chưa. Đúng không? Nhưng mà mình đang ở nhà nó khá là nguy hiểm ha. Bây giờ bật cái khiên vàng lên. Đó, trời ơi, đảo khiên qua lại thế này đối phương chỉ có khóc thét. Đối phương bây giờ chỉ có khóc thét mà thôi. Rồi, để mình hồi thêm tí khiên nữa mình ra mình đối đầu con Fion luôn. Ra bẻ cái cổ con rắn này luôn. Chết luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy buồn quá chưa? Con buồn quá này nó nạp đầy RA rồi nha anh em, đầy RA rồi nha. Hơi khó để có thể giết nó với lại vô quá thường á. Thôi nhưng mà con Titan này khác. Đúng là có cái khiên vàng nó lợi hại thật sự. Mình có thể đảo qua vừa khiên xanh vừa khiên vàng, đúng là lợi hại có khác ha. Quá lợi hại luôn anh em ơi. Pha này chắc cũng phải hy sinh tại đây, mình hỗ trợ đam cho ông Huỳnh Châu. Rồi lắm. Quá đỉnh, quá đỉnh. Rồi, chắc mình cũng không cần tới Titan đâu. Chúng ta có một giai điệu quen thuộc, đó chính là hỗ trợ. Mày sao sao. Ấy da, sao sao lại có con rốc ở đây? Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Đừng. Mày. Được rồi, mình hơi chủ quan nha. Mình di chuyển hơi lỗi nha. Được. Nó cho mày thành mít nướng ngay bây giờ. Lô dớp lửa băng. Đi đụng tới đâu là đi tới đó. Đụng tới đâu là thơm mát tới đó liền. Để canh nha. Nhiều khi nó rớt xuống này nó bắn lén mình như nãy nữa. Chắc không còn nữa. Rồi. Game này đã lụm rồi. Lụm rồi anh em ơi. Close up lửa băng. Close up lửa băng đây. Máu giật. Máu giật như là giật đồ ở ngoài chợ luôn. Làm sao bạn ăn tôi được hả? Sao mà ăn tôi được hả? Ui, tàn hình. À, con mực nó bay, nó bay mỗi mỗi chỗ một nơi anh em ơi, cái giò nó bay đâu mất tiêu rồi. Rồi lắm, ok, và video mình tới đây kết thúc rồi, hẹn gặp em vào những video sau nha.